tại khu vực trại gà phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, mô hình chăn nuôi gia súc gia cầm không còn quá xa lạ với nhiều hộ nông dân. Năm 2017, ở đây có khoảng 20 gia đình áp dụng thành công mô hình này, tiêu biểu là anh Nguyễn Văn Huy. Trang trại của anh Huy rộng khoảng 3 hectare với 500 con gà và 100 con vịt. Cách đây một năm, công việc chăn nuôi của anh Huy gặp khá nhiều khó khăn do chi phí thức ăn cao, không đủ cung cấp chất dinh dưỡng cho đàn gia súc của mình nên chất lượng thịt kém, tốn nhiều thời gian và công sức chăm sóc. Nhưng từ khi sử dụng máy băm nghiền đa năng 3A 2,2kW kiểu phễu tròn của công ty cổ phần đầu tư Tuấn Tú, việc chăn nuôi của anh được cải thiện đáng kể. Anh không còn phải lo lắng về giá cả cũng như chất lượng thức ăn cho chính đàn vật nuôi của mình nữa. Trước khi mua máy của công ty thì trang trại của tôi đa phần chế biến thức ăn thái bằng tay, chuối thái, rau thái, mọi thứ đều thái cả. Tôi nuôi 500 gà nhé, thì lúc nào cũng phải 2 người. Để chuẩn bị thức ăn mà thời gian mất đến 2 đến 3 tiếng. Nên là sáng mình phải chuẩn bị hết thức ăn cho đàn gia súc phải mất 2 tiếng rồi. Đấy, chứ bây giờ thì thậm chí là chỉ cần một mình thôi là nửa tiếng đến một tiếng là tôi xay hết. Có máy xay thì đương nhiên là sẽ tiện lợi hơn mà thuận lợi hơn trong công việc chăn nuôi của mình. Đấy. Với lại là đặc thù với trang trại là tôi không cho ăn cám hỗn hợp, cám tăng trọng. Thế nên là nuôi gà sạch, thế nên tôi nghĩ cái máy xay này mà rất là cần thiết đối với công việc trang trại của mình, để nuôi thực phẩm sạch. Mình xay các thứ nó sẽ thuận lợi. Máy băm nghiền đa năng 3A 2,2kW kiểu phễu tròn là sản phẩm duy nhất trên thị trường có tích hợp 3 tính năng băm nhỏ, nghiền nát nhuyễn và nghiền bột. Với tính năng nghiền bột khô, máy có khả năng nghiền được các loại ngũ cốc như ngô, gạo, đỗ tương, thóc, vỏ lạc hay cá khô từ dạng thô sang dạng tinh bột. Bà con sẽ thuận tiện hơn trong việc ủ men, ép cám viên hay trộn với các nguyên liệu khác làm thức ăn tổng hợp. Với tính năng băm nhỏ, nguyên liệu mà máy có thể xử lý được bao gồm cỏ voi, cây ngô, rơm rạ. Sản phẩm đầu ra có độ dài từ 1 đến 5cm. Tùy vào mục đích sử dụng mà bà con có thể cho vật nuôi ăn trực tiếp hoặc ủ chua làm thức ăn dự trữ. Cụ thể vào những ngày mùa vụ, các loại nguyên liệu được thu hoạch hàng loạt với số lượng lớn, vì vậy đàn vật nuôi không thể ăn hết. Việc băm nhỏ nguyên liệu sẽ giúp bà con dễ dàng bảo quản thức ăn trong vòng 4 đến 5 tháng. Với tính năng nghiền nát nhuyễn, máy chủ yếu được dùng để nghiền nát thân cây chuối, bèo, rau cỏ, ốc, cua. Mỗi giờ máy nghiền được từ 100 đến 200kg. Đây là phương pháp hỗ trợ bà con tận dụng nguồn thức ăn xanh, phụ phẩm nông nghiệp có sẵn tại địa phương, vừa đỡ tốn thời gian, vừa đảm bảo nguồn vitamin không bị mất đi trong quá trình đun nấu. Cái máy xay nó rất đa năng nên là tôi lấy đầu cá với lại các cái cá ở chợ ấy để lấy về tôi xay. Xay ra chủ yếu là rau cỏ và cá, ngô. Máy thì sử dụng rất đơn giản, cũng không có gì phức tạp cả. Đấy là mọi bà con đều dùng được. Tôi thấy dùng thế đơn giản thôi. Trang trại của anh Huy chỉ là một trong rất nhiều mô hình chăn nuôi thành công nhờ áp dụng máy móc vào quá trình sản xuất. Hy vọng với những tiện ích mà máy băm nghiền đa năng 3A 2,2kW kiểu phễu tròn đem lại sẽ giúp bà con nông dân làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương mình. Đặt hàng hay gọi đến số điện thoại 02422050505 ở khu vực miền Bắc và 098493099 ở khu vực miền Nam để được tư vấn và đặt hàng thuận tiện. Phương thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Chúng tôi sẽ vận chuyển hàng miễn phí tại các bến xe trong bán kính 15 km tính từ kho hàng. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để có những sản phẩm tốt nhất, giá cả hợp lý nhất và dịch vụ sau bán hàng chu đáo nhất. 3A, điểm tựa thành công.